Tính đến thời điểm 7 giờ 45 phút giờ Việt Nam ngày 25 tháng 2, virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây ra dịch COVID-19 đã lây nhiễm 80.087 người, cướp đi sinh mạng của 2.699 người trên toàn thế giới, theo trang thống kê số liệu Alometers. Cùng thời điểm, Trung Quốc ghi nhận tổng cộng 77.658 ca nhiễm, tăng thêm 313 ca và 2.663 ca tử vong, tăng thêm 71 ca so với một ngày trước đó. Tại Hàn Quốc, số ca nhiễm mới tiếp tục tăng nhanh, thêm 231 lên tổng số 833 ca. Trong khi đó, Ý ghi nhận thêm 72 ca nhiễm lên tổng số 229 ca. Số người thiệt mạng vì virus tại hai quốc gia này, tính đến ngày 25 tháng 2 lần lượt là 8 và 7 người. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom mới đây khẳng định dịch COVID-19 đã đạt đỉnh tại Trung Quốc vào giữa giai đoạn 2021 và 2022 khi số ca nhiễm mới tại quốc gia này giảm liên tục kể từ đó. Tuy nhiên, ông Adhanom cảnh báo các quốc gia khác cần đề phòng một đại dịch tiềm tàng, bởi virus đang lan nhanh bên ngoài Trung Quốc. Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc hôm 22 tháng 2. Ảnh Reuters tại buổi họp báo chung hôm 24 tháng 2 ở Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper và người đồng cấp Hàn Quốc Jeong Ki-eung cho biết hai nước đang cân nhắc tạm giảm các hoạt động quân sự giữa lúc nỗi lo về dịch COVID-19 gia tăng. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 25 tháng 2 khẳng định COVID-19 đã được kiểm soát tại Mỹ. COVID-19 đã được kiểm soát tại Mỹ. Chúng tôi đang liên lạc với mọi người và mọi quốc gia liên quan. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, CDC và WHO đang làm việc rất tích cực và thông minh. Thị trường chứng khoán đang bắt đầu khởi sắc, Tổng thống Trump khẳng định trên mạng xã hội Twitter. Video liên quan Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ đã kiểm soát được dịch COVID-19. Ảnh Reuters nguồn Alometers, Reuters theo cao lực trên người lao động Let's Jay Block Act. Oi.